Đang, đây là Nắng Ấm. Hiện tại Nắng Ấm đang ở nhà của ba má của Nắng Ấm. Căn nhà này ở đây có cái máy tập thể dục của anh của mình sẽ giới thiệu sau. Và mình ở nhà này là hồi xưa chưa lấy chồng là Nắng Ấm ra trường và ở với tất cả anh chị em ở đây rất là vui. Đây là kỷ niệm. Cái phòng này là hồi xưa của anh của Nắng Ấm á, cái phòng nhỏ. Bây giờ mình về mình ngủ ở đây. Thì đó, thấy cái giường không? Cái giỏ của mình kìa. Ok, thì bây giờ Nắng Ấm sẽ review cái hamburger của In-N-Out. In-N-Out là một cái hiệu hamburger ngon nhất ở Cali mà Nắng Ấm cảm thấy. Nắng Ấm chưa có qua tiểu bang khác để ăn, nhưng mà đây là fast food, có nghĩa là thức ăn nhanh mà rất là ngon. Thịt thì họ không có phải thịt đông lạnh, họ lấy thịt tươi và chiên. Trong này có cà chua, rau và hành tây, cheese. Và cái miếng hamburger của họ nhỏ thôi, các bạn thấy không, nhỏ vậy thôi. Tay của Nắng Ấm rất là nhỏ. Và trong này thì Nắng Ấm có order hai cái french fry, họ bỏ vung lên nhưng mà thì mình đem lên đây ít thôi. Và trong này họ có cho miếng ketchup nè các bạn. Đây là cái hiệu In-N-Out nè, nếu mà bạn nào, hình như không phải tiểu bang nào cũng có hiệu In-N-Out này đâu. Khi mà các bạn qua Cali á, thì nhớ ăn cái này nha, In-N-Out. Và trong này họ có jalapeno là ớt của mễ, chua ngọt. Chút nữa Nắng Ấm sẽ cắn. Đây, hấp dẫn quá. Đói bụng rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ketchup vào đây. Nắng Ấm mới đi Costco về. Nắng Ấm có quay Costco nữa, sẽ bỏ lên cho các bạn xem. Hiện tại Nắng Ấm được nghỉ và về đây chơi với gia đình rất là vui. Thì bây giờ các bạn thấy không, cheese, thịt và cái này là rau nè, salad nè, cái này là cà chua và hành tây. Mới cắn vô một miếng ketchup á, với rau ngon á, tương cà. Giờ cắn miếng thịt mới được. Mới đem khăn giấy lên. Ngon á. Nắng Ấm không dám vừa ăn vừa nói, cho nên mình ăn xong mới nói. Tại ở Mỹ thì như vậy á, vừa ăn vừa nói thì sợ người ta nghĩ mình kỳ. Thì rất là ngon, thịt và hòa quyện với rau cải và bánh rất là mềm. Mình sẽ cắn một miếng ớt. Ớt này rất là chua và cay. Cay quá, bây giờ mình phải cắn thêm một miếng hamburger thôi. Ngon các bạn ơi, thịt nó rất là mềm, nó rất là có cái vị, và rau thì rất là tươi, bánh rất là mềm, rất là ngon. Thì họ có khoai tây chiên. Khoai tây chiên ở Mỹ là món ăn nhanh, nhưng mà khi mà các bạn mua ở tiệm này thì nó là khoai tây mà họ cắt ra và chiên liền, chứ không phải là lấy từ tủ đông lạnh ra chiên, cho nên nó rất là ngon. Họ có rất chút muối. Quá ngon luôn. Các bạn ăn một miếng khoai tây vào miệng á, các bạn sẽ biết là cái khoai tây đó có phải là đồ đông lạnh không. Khi mà một miếng khoai tây như thế này á, các bạn ăn vào các bạn sẽ biết nó là khoai tây mới. Khi mà khoai tây đông lạnh nó ăn rất là dở. Ngon quá à. Nắng Ấm ít khi ăn đồ ăn nhanh lắm, thì các bạn biết Nắng Ấm ăn uống thì rất là kỹ, nhưng mà lâu lâu á thì mình thèm quá mình ăn. Mà hamburger ở chỗ tiệm In-N-Out là Nắng Ấm thích nhất. Nắng Ấm và chồng Nắng Ấm cũng thích ăn cái này, nhưng mà hình như mình không có ăn đồ ăn nhanh đã 6 tháng nay rồi. Đó, thì đây là miếng ớt rất là ngon. Thôi bây giờ Nắng Ấm sẽ đem phần ăn này xuống ăn chung với gia đình thôi. Nắng Ấm cũng mới đi về và lên đây tranh thủ để quay cho các bạn xem. Tại vì mình có một niềm yêu thích ẩm thực rất là lớn. Bây giờ trời rất là nóng. Đổ mồ hôi luôn. Thôi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Video sau Nắng Ấm sẽ ăn thử những bịch chip có trong nhà của ba má, tại hiện có cháu gái của Nắng Ấm ở đây, như sắp 3 tuổi cho nên có rất là nhiều đồ ăn vặt. Thôi bây giờ
Mình sẽ xuống ăn thôi, Nắng Ấm rất là đói bụng, bây giờ 1 giờ trưa rồi. Nắng Ấm chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và Nắng Ấm hy vọng là video này sẽ cho các bạn biết món ăn ngon ở Mỹ nha, ở Cali nha, những bạn ở tiểu bang khác thì không biết có món này không. À, người thân của Nắng Ấm ở tiểu bang lạnh thì khi mà về đây thì lúc nào cũng thích ăn cái món này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye!